trong miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị ha. Thì bữa nay tiếp tục nên đi chuyến đêm nữa, hay chơi câu cá lăng đêm nữa ha cô chú anh chị. Thì nên vừa mới tới chỗ nè, vừa tới mới địa điểm câu đó, đó là cầu Cùng Tiên gần chợ Châu Đốc ha. Chợ Châu Đốc thì cánh dưới này nên đang cặp vô bè này. Bè này thì không có ai ở chứ, bè này bỏ hoang cô chú anh chị, muốn hư chứ không ai ở chứ. Giờ nên đang cặp vô bè ha, nước hiện giờ còn đang gồng chưa lớn, bữa nay gì đâu mà lục bình quá chừng, lục bình muốn kín cái sông luôn cô chú anh chị, quá chừng lục bình này chạy xuống cực gì đâu luôn đó. Nên vừa tới chỗ nè, vừa mới cặp vô rồi, giờ để nên ra cần cô chú anh chị, nên ra cần ha đó. Rồi chút xíu nữa rồi có gì thì nên sẽ chia sẻ tiếp đến ông bà cô chú anh chị mình. Mong rằng bữa nay sẽ có lý ha cô chú anh chị. Nay đi cầu xui quá, gặp trời mưa cô chú anh chị. Trời mưa quá chừng luôn rồi nè, trời đang mưa nè, nãy mưa hết đám, mưa cũng lai gai vậy nè, rồi tạnh rồi xong giờ mưa nữa, nên đang ngồi trên bè núp mưa hết câu kéo chứ được rồi. Nãy nên giật ở đằng kia được hai con rồi, nên bỏ trong khoang, mà mưa quá nên không có chia sẻ đến ông bà cô chú anh chị. Đó. Giờ đang nên đang ngồi trên bè núp để đợi bớt bớt mưa, kéo đầu cái nên chạy lên đi kia đi câu, với nước giờ cũng chuẩn bị sình lớn rồi, nước giờ cũng đang chuẩn bị sình lớn, mưa quá chừng luôn. Mới kéo lên con tôm vành kỳ luôn, ăn hên của chú anh chị. Cái cọng dây nó dính vô trong cái cạn tôm nè. Nên kéo lên mà nó gị qua trời, nó tưởng đâu con cá bự dữ lắm rồi, ai ngờ con tôm à. Câu ruột dính con tôm chập ba luôn. Tôm này tôm già. Tôm này mấy trăm gram, đã thiệt chứ. Nên kéo lên nên gung luôn. Nên tưởng đâu con cá bự dữ lắm rồi, hên là dính cái cạn này nè của chú anh chị, dính cái càng à, cái lử với cọng dây nó quắn dầm vô cái càng này nè, nên kéo lên luôn, đúng là ăn hên thiệt chứ. Quá sướng, quá sướng, nên mới giật dính con. Giờ này cũng hết mưa rồi của chú anh chị, con này nhỏ chứ không có bự. Cá nhỏ ha, nên vô mồi thả xuống tiếp. Cậu cá nó gị gàng câu luôn, nên cầm là dính rồi. Dính rồi sảy luôn rồi, trời ơi, rồi dính dây luôn rồi, gà sảy rồi của chúng chia. Nãy mình mà cầm cần là nó giật dính cá đó, gửi thằng càng cầu cũng xong luôn. Hay chảy cá ăn nữa, cá này cũng nhỏ chứ không có bự. Một con nữa của chú anh chị. Lăng vàng tiếp tục móc mồi xuống, nên
mới giục dính con. Con này được hơn con nãy ạ. Cỡ hơi nhích hơn. Con này hơi nhích hơn của chú anh chị. Nhích hơn con nãy. Lên xuống cằn kia luôn kìa, cằn kia nó sao nó không ăn biết. Nên mới giật dính con nữa chú anh chị, gọi quấn vô dây rồi. Còn cá rồi lên này, một bé nữa. Xuống mồi tiếp. Nên câu có mấy điểm. Mấy cái bè cứ nước gồng á thì nên câu theo con nước. Nước gồng thì nước gồng nước lớn nên câu câu lên câu xuống, câu lên câu xuống vậy đó. Mấy cái bè nào có cá cái nên để ý. Nên để ý rồi bắt đầu là nên câu theo nước vậy đó. Nước lớn thì nên câu đầu bè, còn nước rộng thì nên câu đít bè, thả vô bè gì đó. Mới giật dính còn của chú anh chị. Cá này chậm ăn. Con này cũng trọng ha. Rồi, mới giật dính con. Rồi. Quấn như vậy. Còn không biết nữa. Rồi lên này. Hên quá. Cái gì đây? Cái lăng của chú gì? Ý, dính gì ngộ rằng. Dính như chân cái mang của chú chị, dính ngoài móc vô nè. Nên bó tài luôn. Không dính miệng mà dính cái bụng. Để nên móc mồi xuống một cần lại. Mới dính con à. Nó ăn bấm máy không kịp. Nên lo cần bên kia, nên lo kéo cần bên kia, cần bên này nó gị xuống à. Đó. Cá cũng nhỏ chứ không bự. Một bé nữa. Cá ăn nó ghê của chú gì đó, ăn ghĩa đó, ghĩ xuống cái gì ghĩa không biết.
cái xác hay gì. Chả hôi vô coi. Xảy ra vô coi của chúng chưa. Không dính này. Nên con quấn dây đâu mà sao quay nặng này. Ồ, gãy xuống vậy mà giật không dính. Giật dính còn nữa cô chú anh chị. Này chắc nhỏ cho nó bự. Tại nước chảy quá chảy. Được. Không đến nổi. Một con nữa ha. Rồi, để nó móc ngồi xuống lại. Càng nữa. Gì á? Nghĩ bạn con này chắc được ạ. Ê ê, con này chắc được hơn con nãy của chú anh chị, kéo thấy hơi nặng tài hơn. Lên em đó. Ờ, cái vô đếm. Ê ê ê ê ê ê, cái vô đếm làm gì quậy dưới gì chán. Lên em vậy nên không sợ đứt. Sợ là nó chém thôi. Con này bự gà, con này cắt cả 600 gram được. Chiếc nào câu nên cũng lùm cái vô chứ. Em này chắc cũng 600 gram của chú anh chị. Nuốt lử luôn rồi. Để mình xử nó mới được. À. Cá mới ăn luôn chú anh chị. Con mắc tiêu mới rỉa. Chế nhịp giật nãy nó gỉ nãy nên giật không được rồi. Nên là quay qua lò bấm máy. Buông luôn ý, dính luôn rồi của chúng chị. Dính luôn không hay luôn, nãy nó gỉ cái mà nên không có giật, nên lò bấm máy cái nên tưởng nó buông rồi, ai ngờ dính. À con này được à, với con gì đây, đừng nó vô điếm nữa nha. Cái lăng của chúng về con này ngon chập ba, nuốt luôn rồi, nuốt lử luôn, nuốt lử luôn chập ba qua sườn. Cá giờ chậm ăn lắm của chú anh chị, cá tháng này làm như làm sao không biết, nó chậm ăn lắm luôn. Em cái lăng bự xuống đã của chú anh chị. Nên mới kéo đường con. Nãy giờ nên chờ nước của chú anh chị, chờ nước lần câu. Tại giờ này nước gồng lại, nước mới gồng, nước mới chảy gồng. Cái này cũng nhỏ chứ không bự. Mồi xuống mồi tiếp. Mở giật dính còn lộ tưởng nó gần đèn cầu xuống luôn. Thật rồi, còn nhỏ mà nó lôi thấy ghê luôn. Rồi lôi nên hết hồn luôn.
cần này nãy ăn cái nên giật hụt nó mất tiêu luôn. Cá ăn nhịp nhịp cái cần đó rồi. Nhịp nhẹ cho cá nhỏ. Nên cũng về tới nhà của chú anh chị. Về tới nhà thì nay ít chứ không nhiều của chú anh chị. Đây kết được nhiều, cũng cả 2 ký cá lăng à. Cái dù đếm chích ngắt à. Ngày nào cũng chết chứ, nghèo con còn được con tôm hết sức. À, tôm hết sức đã. Được con cá bự. Này được nhiều đó. Này ít chứ không nhiều. Chừng 2 ký ngoài cái lăng à. Được con dù đếm với con tôm khủng. Tôm nó dính hên nên lò nên kéo con tôm lên bắt, mình thấy cái dính cái càng nên biết, nên kéo lên nên biết dính tôm à, để nó gị xuống không à. Cái nên kéo nhanh lên hên nó dính cái càng lo lên chụp. Ăn tôm nó hên gì đâu. Đó. Này được nhiều đó, tổng kết được nhiều đó cô chú anh chị. Rồi giờ để nên lấy cái vợt nên xúc qua. Mình xúc qua gọng vô trong cái vợt. Để chiếc xuồng cho em lại nó đi thăm cơ ngục nữa. Bữa cơm. Cá này nên đổ cửa ngục nè cô chú anh chị. Sáng này nên đổ cửa ngục, không có cô chú anh chị. Được có chút xíu à, nên đi câu về xong rồi bắt đầu là nên đi đổ cửa ngục luôn. Nhưng mà bữa nay không có cá, được ít xịt à. Còn cá lăng thì nên bán hết rồi. Đó. Cái này là cải thập cẩm xào, gì à? Ớt chuông nè, rồi cải nè, rồi nấm nữa nè. Đó, chấm chan nước mắm. Bữa cơm đơn giản à. Rồi, thì nên mời ông bà cô chú anh chị dùng cơm với vợ chồng nên ha. Đó, nhìn cá kho hấp dẫn không, nên giờ này nên ngủ mới thức. Rồi, mời ông bà cô chú anh chị dùng cơm ha. Mời hôm nay dùng cơm. Mời cả nhà ăn cơm, mời ba mẹ ăn cơm. Tốn mày 2 ký, nó 2 ký quá, không đồng ra. Thank you.
sáng về trời chỉ mưa rồi. Sáng giờ chỉ mưa đang cạnh luôn mà không mưa. Này mưa nắng đỡ. Thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng, nên cũng xin hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại video sau. Rồi nên chúc cả nhà xem video vui vẻ, bye bye.